Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 146. Một người một mèo nhìn thẳng vào mắt nhau. Con mèo ngốc cười hắc hắc, lộ ra cặp răng nanh sáng bóng rồi khạc cổ họng, nôn hết mấy chiếc túi trữ vật ra ngoài. Đếm cẩn thận thì có tổng cộng 9 cái, không có cái nào ngoại lệ, tất cả đều là túi trữ vật của bọn giới tử kia. Lâm Nhất đã giao thủ với đám người này rồi nên đương nhiên nhìn một cái là nhận ra ngay. Hắn lập tức hít sâu một hơi, mèo ngốc đúng là giỏi thật. Ở trước mặt nhiều trưởng lão như vậy mà nó có thể trộm hết túi trữ vật của những người này. Thần không biết, quỷ không hay, ngay cả năm đại giới tử chỉ bị thương thôi cũng bị nó trộm hết. Tim Lâm Nhất đập thình thịch, túi trữ vật của đế vũ đang ở trong tay hắn. Phen này, toàn bộ tài sản của 10 đại giới tử đều rơi hết vào tay một mình hắn. Thu hoạch này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Lâm Nhất quét mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ở túi trữ vật của đế vũ. Tạm thời không nói tới túi trữ vật của những người khác, chắc chắn hắn phải xem túi trữ vật của đế vũ đầu tiên. Bảo cốt thương long của hắn đang ở trong đó. Lâm Nhất xốc nhẹ túi lên, toàn bộ bảo bối trong túi trữ vật bị đổ hết ra ngoài. Rầm. Một đống đan tinh thần chất cao như núi hiện ra trước mắt Lâm Nhất. Quả nhiên tài sản của người nào trong đám giới tử này cũng đều phong phú ngoài sức tưởng tượng. Từng viên đan tinh thần sáng lấp lánh, bốc lên ngọn lửa màu vàng kim mờ mờ, tỏa ra khí tinh nguyên vô cùng mạnh mẽ. Tinh khiết tuyệt đối, không hề có chút tạp chất nào, đây chính là đan tinh thần. Cho dù là ở đại thế giới Côn Luân thì đan tinh thần cũng vẫn vô cùng quý giá, người bình thường không thể nào có được chúng. Hắn đếm thật kỹ, số lượng đan tinh thần trước mắt khoảng trên dưới 8.000 viên, không nhiều đến mức quá khoa trương. Chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ. Đan tinh thần quá quý giá, trên con đường thông thiên hầu như chỉ có thể tìm thấy nó ở các di tích cổ. Ngoại trừ dùng để tu luyện, đan tinh thần còn có thể dùng để bày trận, rèn vũ khí, luyện thuốc. Thậm chí, để vận hành rất nhiều cơ quan của con rối đều cần phải sử dụng đan tinh thần làm nguyên liệu. Chẳng qua thứ này khá xa xỉ nên ít khi gặp mà thôi. Đan tinh thần. Mắt Lâm Nhất sáng lên. Hắn muốn tu luyện tới cực cảnh của cảnh giới thiên phách thì không thể thiếu số đan tinh thần này. 7 đóa hoa tinh ma được gieo vào khí hải không đủ nghịch thiên, cho nên tu luyện tới cực cảnh là chuyện đừng hòng mơ tới. Thu. Lâm Nhất không chút khách khí cất hết số đan tinh thần này vào túi trữ vật, tiếp tục xem xét những chiến lợi phẩm khác thu được của đế vũ. Hết đống báu vật này tới đống báu vật khác khiến người ta nhìn mà hoa mắt, linh dược ngàn năm quý giá được chất thành đống như cải thảo. Cho ngươi đấy. Lâm Nhất liếc nhìn con ngựa huyết long. Đúng là những báu vật này đều rất giá trị nhưng so với thánh quả cửu diệp trong tay hắn thì chúng chẳng thể sánh bằng, thậm chí chẳng hề có gì đáng giá. Thánh quả cửu diệp mất 1.000 năm để mọc ra một chiếc lá, sau 9.000 năm mới đơm hoa kết trái. Nó là thứ báu vật gần với huyết quả của thần nhất trên con đường thông thiên. Tiểu Hồng nghe Lâm Nhất nói vậy bèn ngoan ngoãn gật đầu. Rụt rè một chút rồi há mõm hút hết số đan dược kia vào bụng. Nó không ăn ngay mà cất hết chúng vào trong một chiếc túi trữ vật ở trong bụng. Dù cho nó là yêu thú có ẩn chứa long huyết nhưng ăn liền một lúc nhiều linh dược ngàn năm như vậy e là vẫn sẽ toi đời. Ngoài ra ở đây còn có một ít đan dược thánh phẩm mà chỉ thánh huyền sư mới có thể luyện chế ra được, đúng là khiến Lâm Nhất được một phen mở mang tầm mắt. Tiếc là, đan huyết diễm và thánh dịch chân long mà hắn rất cần thì lại không có bao nhiêu. Hai bảo vật này thực sự rất quý hiếm. Cũng chỉ có ở con đường thông thiên, những nhân tài xuất chúng như bọn họ mới có thể tìm ra chúng. Nếu là ở đại thế giới Côn Luân thì ngay cả cường giả thần đan như tinh quân hay mạnh hơn tinh quân cũng không thể tìm ra. 10 viên đan huyết diễm, 9 giọt thánh dịch chân long. Tài sản của đế vũ không nhiều như mình nghĩ. Lâm Nhất bĩu môi, cất đan huyết diễm và thánh dịch chân long đi. Nếu đế vũ còn sống. Nghe thấy câu này chắc sẽ chết tiếp một lần nữa, chết vì tức. Đan huyết diễm được dùng để bổ sung huyết khí đã tiêu hao khi tu luyện thánh linh võ học. Dù có là tinh quân cũng không thể có nhiều. Còn thánh dịch chân long thì lại càng miễn bàn. Cho dù không phải là người tu luyện công pháp nhục thể, chỉ cần hấp thụ vài giọt, luyện hóa nhục thân thì vẫn có thể thu về lợi ích ngoài sức tưởng tượng. Số thánh dịch này là do hắn ta vất vả giành được, nếu không phải hắn ta là giới tử thì hoàn toàn không cách nào vơ vét được. Ngoại trừ những thứ này ra còn có rất nhiều bản tranh thượng cổ không trọn vẹn và một vài ngọc giản màu vàng kim, trong đó có hai quyển bí tịch thánh linh võ học.
chúng lần lượt là hai bộ quyền pháp Thiên Vẫn Quyền và Đế Long Quyền. Đặc biệt, trong Đế Long Quyền còn có bí thuật Đế Long Ấn. Lâm Nhất liếc xem thử, Thiên Vẫn Quyền tương đối hoàn chỉnh, Đế Long Quyền bị thiếu, còn Đế Long Ấn là một bí thuật long tộc cổ xưa cực kỳ đáng sợ. Đế Vũ cũng là vì có trái tim viêm long nên mới có thể lĩnh hội và tu luyện. Lâm Nhất đọc hai bộ võ học, đồng thời nhớ lại mặt hồ lúc giao thủ với Đế Vũ, kết hợp cả hai điều này lại, thu hoạch được rất nhiều điều. Nhiều chỗ không rõ đều trở nên rõ ràng, có ích khá lớn cho kiếm đạo và quyền pháp của hắn. Tới khi hắn để hai quyển ngọc giản xuống, hai mắt hắn sáng rỡ. Hắn đã cảm ngộ được võ đạo trong trận chiến cuối cùng. Con đường thông thiên của hắn thu được quá nhiều cảm ngộ nhưng chưa có thời gian tiêu hóa hết. Hiện tại, hắn rất cần phải bế quan một thời gian. Đế Vũ đúng là đáng sợ. Nếu như Đế Long Quyền của hắn ta có thể tiến thêm một bước thì e là kết quả của trận chiến cuối cùng khó lòng nói trước. Lâm Nhất lẩm bẩm, đúng là mình phải cảm ơn hắn ta. Nếu hắn ta không đào ra xương rồng của mình thì mình đã không thể tu luyện kiếm ý tới đỉnh thông thiên. Nếu không đạt đến đỉnh thông thiên thì còn lâu mình mới có thể đối phó được quân át chủ bài của hắn ta, không thể nào tế ra kiếm trận tử diên chứ đừng nói đến chuyện chém giết. Cơ may giành chiến thắng là 50,50. Ồ! Đột nhiên, Lâm Nhất bị một chiếc bình ngọc thu hút. Chiếc bình ngọc này trong veo, đan dược trong bình phát sáng, tràn trề sức sống, dù có nút miệng bình lại cũng không thể nào che giấu nổi. Đây là đan niết bàn. Lâm Nhất cầm bình ngọc lên. Hắn không mở nắp bình ra ngay mà giơ nó lên, cẩn thận quan sát một lượt. Bình ngọc trong veo có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong ruột. Một viên đan dược màu vàng kim được khắc linh văn cổ xưa, nhựa sống tràn trề như thể một cây đại thụ cao vút tầng mây, che khuất bầu trời. Đúng là đan niết bàn rồi. Lâm Nhất nheo mắt, đây chính là thánh dược cực phẩm có thể cải tử hoàn sinh, giá trị không cách nào tưởng tượng nổi. Mỗi giới tử đều có một viên à. Hắn nhớ khi giới tử thần U bị hắn đánh trọng thương, gần như ngã gục, chỉ tát một cái thôi đã biến hắn ta thành kẻ tàn phế, vậy mà sau khi nuốt và luyện hóa thứ đan dược này thì chẳng những vết thương khỏi hẳn mà thậm chí sau khi cải tử hoàn sinh còn thu được vô số lợi ích, thực lực tăng vọt. Đan niết bàn, dục hỏa niết bàn, phượng hoàng trùng sinh. Mắt Lâm Nhất sáng lên, hắn vội vàng mở hết các túi trữ vật còn lại ra, bỏ qua đống đan tinh thần chất cao như núi, không ngừng tìm kiếm. Quả nhiên, ngoại trừ ba người bọn giới tử thần U ra, trong túi trữ vật của những người khác đều có một viên đan niết bàn. Bỗng chốc thu hoạch được 7 viên đan niết bàn, Lâm Nhất mừng như điên, không tài nổi giấu nổi nét mặt vui mừng. Thật kinh khủng, mỗi một viên đan niết bàn là một mạng, nói cách khác, hiện tại tương đương với việc hắn đã có thêm 7 mạng nữa. Nói như vậy có lẽ hơi khoa trương nhưng khi đó Lâm Nhất biết rất rõ vết thương của giới tử thần U nặng cỡ nào. Chỉ là đan niết bàn thôi mà. Năm xưa, một hơi thở của bản đế thôi đã hơn đứt trăm viên đan niết bàn rồi. Một giọt máu thần phượng hoàng có thể khiến thánh cảnh cúi đầu. Xem dáng vẻ kém cỏi của ngươi kìa, tiểu tử nói bằng giọng điệu hết sức xem thường. Thực ra nãy giờ nàng ta vẫn luôn nheo mắt xem lén. Thấy Lâm Nhất mừng như điên vì lấy được đan niết bàn, nàng ta không nhịn được trào phúng hắn. Hừ hừ, toàn là mấy thứ bỏ đi. Năm xưa, loại cỏ mà bản đế ăn còn chân quý hơn những thứ này nhiều. Giọng cô nhóc lại vang lên. Lâm Nhất không buồn tranh cãi với nàng ta, hài lòng cất đan niết bàn thật cẩn thận, sau đó lấy bảo cốt thương long của mình đang cất ở trong góc ra. Hắn nhìn chăm chú bảo cốt thương long, nhíu chặt hai hàng mày. Phải làm thế nào để dung hợp bảo cốt này đây? Lúc đầu là chủ của thương long dung hợp cho hắn, mặc dù quá trình khá đau đớn nhưng không hề xảy ra sự cố nào. Bây giờ bảo hắn tự bỏ lại nó vào trong cơ thể. Hắn thực sự không biết phải làm như thế nào, có khi lỡ tay một cái là sẽ gây ra tai họa ngay. Tốt hơn hết là phải nghĩ ra một đối sách vẹn toàn, nếu không bảo cốt sẽ biến thành vật xui xẻo. Bảo cốt thương long. Vừa rồi tiểu tử còn híp mắt chẳng thèm ngó tới, đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp không tì vết bỗng chốc mở to hết cỡ. Nàng ta đảo mắt, cười nói, hi hi, Lâm Nhất, dù sao bảo cốt của ngươi cũng đã bị rút ra rồi, ngươi để lại nó cho bản đế được không? Bao giờ ngươi tu luyện kiếm quyết tới tầng 16, sau khi bản đế phá được lệnh cấm, bản đế sẽ cần dùng tới nó. Ngươi cần nó làm gì? Lâm Nhất cảnh giác. Bản đế làm gì không cần phải giải thích với ngươi? Tiểu tử hư lạnh đáp. Ồ! Lâm Nhất bình tĩnh cất bảo cốt cẩn thận. Thấy thái độ của Lâm Nhất hờ hững như vậy,
tiểu tử lập tức cả giận, bản đế giận rồi đó. Ha ha! Lâm Nhất mỉm cười, hắn và con mèo ngốc cùng nhau kiểm kê những gì bọn họ lấy được từ những giới tử khác. Tâm trạng của hắn đang rất tốt, còn lâu hắn mới thèm quan tâm xem Đồ Thiên Đại Đế có tức giận hay không. Bản đế tức chết mất. Tiểu tử nhảy dựng lên trong không gian ý thức, phồng má liên tục thổi khí, bản đế phóng hỏa thiêu chết ngươi, ta thổi, ta thổi, ta thổi. Nàng ta vừa thổi vừa đập hai cánh tay nhỏ, mệt gần chết rồi mới nhớ ra thân thể của mình không còn là băng phượng nữa, không khỏi tức điên người, đặt mông ngồi phịch xuống, lăn qua lăn lại trong không gian ý thức, không ngừng kêu la. Trong lúc Lâm Nhất kiểm kê chiến lợi phẩm, tại tổng điện của Phù Vân Kiếm Tông, Phong Giác đang nói chuyện phiếm với trưởng giáo. Trưởng giáo của Phù Vân Kiếm Tông tên là Vương Tuyệt, trông ông ta già hơn Phong Giác rất nhiều, mặt có nếp nhăn, tóc bạc trắng, râu và lông mày mọc dài, chỉ có đôi mắt là rất sáng, toát lên khí thế lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, bộc lộ vẻ ngông cuồng. Giới tử mười phương, năm người chết, năm người tàn phế, nóng tính thật đấy. Nét mặt trưởng giáo tóc bạc lạnh nhạt, không tỏ thái độ yêu ghét. Không nóng tính thì đã chẳng đưa đến chỗ ngươi. Suy cho cùng thì dù có nóng tính cỡ nào cũng không thể nóng tính bằng ngươi được. Phong Giác cười tủm tỉm, cảm thấy so với ông lão tóc xám bạc này thì độ nóng tính của bản thân chưa là gì. Năm xưa, trong cơn nóng giận, ông lão này đã mưu phản kiếm tông, giết hơn 1000 đệ tử Huyền Thiên Tông, làm chấn động hoang cổ. Nếu không nhờ kiếm tông đưa ông ta tới đây canh giữ vùng đất hoang vắng này thì ông ta đã chết từ lâu, nhưng đồng thời tiền đồ tốt đẹp cũng đã bị đặt dấu chấm hết. Ông lão tóc xám bạc trừng mắt nhìn Phong Giác, sắc mặt trở nên hờ hững, lạnh nhạt, ngươi nói thẳng ra đi, rốt cuộc mục đích ngươi đưa hắn tới chỗ này của ta là gì? Phù Vân Kiếm Tông nhỏ bé của ta không nuôi nổi một bậc chân long như vậy. Nuôi nổi mà. Phong Giác thấy lời ông ta nói có ẩn ý trào phúng, bèn cười rồi nghiêm mặt nói, sư tôn muốn thu nhận đồ đệ. Cạch. Bàn tay cầm chén trà của ông lão tóc xám lập tức cứng lại, thậm chí còn run khe khẽ. Phong Giác thôi cười, xem ra ông ta vẫn còn chưa buông bỏ được chuyện năm xưa. Ông ta là đồ đệ cuối cùng của sư tôn, từ sau khi ông ta mưu phản tông môn, sư tôn không còn thu nhận thêm đồ đệ nữa. Hai người họ xem như cắt đứt quan hệ, chuyện năm đó là tâm bệnh của sư tôn, cũng là tâm bệnh của ông lão tóc xám bạc. Ta thu nhận. Ông lão tóc xám bạc để chén trà xuống, không nói bất kỳ lời gì thừa thãi. Phong Giác xúc động ra mặt. Nói khẽ, lần gần đây nhất có người muốn bái sư là thế tử Hạ Hầu Thế Gia Hạ Hầu Yến, thánh thể bẩm sinh, kiếm thể bẩm sinh. Vậy nhưng sư tôn vẫn từ chối như những lần trước đó. Nếu như tin tức lần này sư tôn thu nhận hắn làm đồ đệ mà truyền đi thì sẽ gây chấn động toàn bộ Đông Hoang. Hiện tại, hắn không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Cho nên, người nhất định phải rèn luyện cho hắn một năm, để hắn lên tới cảnh giới đủ mạnh mới được. Cũng coi như đây là một thử thách, nếu như không thể. Hắn nhất định có thể vượt qua được thử thách. Ông lão tóc xám bạc ngắt lời Phong Giác, hết sức tự tin. Phong Giác thoáng ngẩn người, chỉ cười, không nói thêm gì về chuyện này nữa, đổi sang chủ đề khác, Diệp Nha Đầu đã có thể tới kiếm tông từ lâu rồi. Lần này ta đã tới đây rồi thì sẽ thuận đường đưa Diệp Nha Đầu đi luôn. Ông lão tóc xám bạc lắc đầu nói, tính tình Diệp Nha Đầu còn cố chấp hơn cả ta, kỳ thi đấu theo thứ bậc 5 năm một lần của Phủ Thương Huyền sắp tới rồi. Trước lúc đó, con bé sẽ không chịu đi đâu. Kỳ thi đấu theo thứ bậc của Phủ Thương Huyền. Phong Giác lẩm bẩm, thì ra là vậy. Chấm. 8 vạn viên đan tinh thần, 7 viên đan niết bàn, 30 giò thánh dịch chân long, 40 viên đan huyết diễm, rất nhiều bí bảo, binh pháp và một lượng thiên tài địa bảo khổng lồ. Việc kiểm kê túi trữ vật của giới tử mười phương đã hoàn tất, thu được một khối tài sản cực kỳ lớn. Tài sản của đám đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông có lẽ chẳng bằng một nửa số này. Nếu tính cả tài nguyên của riêng Lâm Nhất thì bọn họ lại càng không thể nào bì được với anh. Không tìm thấy huyết quả của thần. Mắt Lâm Nhất lấp lóe như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Những người khác không có bảo bình tịnh ngọc, có lẽ huyết quả của thần đã bị phong ấn bên trong cơ thể giống như bùi tuyết, không thể lấy ra được. Có điều vậy cũng không sao, Nguyệt Phi Vi đã trả lại huyết quả của thần Cửu Diệp. Lâm Nhất không thiếu món bảo vật cao cấp này. Lâm Nhất cho tiểu tặc miêu toàn bộ linh dược và yêu đan, những thứ này chắc là đủ để nó tu luyện tới cảnh giới tinh quân. Một người một mèo đều vui vẻ. Lâm Nhất ngồi trên ghế,
sờ chiếc tiêu ngọc mà Nguyệt Vi Vi đưa cho hắn. Tiêu ngọc màu tím, có 8 lỗ, dài 3 thước 3, hoa văn trong veo, mượt mà, không tì vết, nhìn là biết không phải vật tầm thường. Trên đuôi tiêu có treo một cụm tua rua màu xanh. Chiếc tiêu ngọc này không tồi, chắc là được chế tạo từ trúc thần tử ngọc. Trúc thần tử ngọc rất hiếm ở Côn Luân, một vạn năm mới mọc ra thêm được một đốt, mỗi khi mọc thêm được một đốt lại còn phải trải qua 999 lần lôi kiếp. Dùng nó để làm tiêu quả đúng là tốn kém, chỉ tính riêng chất liệu thôi đã không thua đàn thiên hoàng, một trong 9 thần binh của Côn Luân năm xưa. Tiếng của tiểu tử lại vang lên trong đầu Lâm Nhất, tấm tắc khen ngợi chiếc tiêu này, đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy. Trúc thần tử ngọc. Lâm Nhất cầm cây tiêu ngọc trong tay, mắt lóe lên ánh sáng lạ thường, không ngờ chiếc tiêu ngọc này lại có xuất xứ hoành tráng như vậy. Hừ hừ, không biết hả? Bên trong không gian ý thức, tiểu tử bĩu môi, đắc ý nói, trúc thần tử ngọc rất quý giá đó. Dùng nó làm ống tiêu thì âm thanh trong veo, êm ái, lên cao như rồng, xuống thấp như tiên, có thể sấm vang chớp giật tận mây xanh, cũng có thể đâm kiếm chìm sâu xuống đầm nước u tối. Người muốn tu luyện kiếm điển Long Hoàng diệt thế thì nhất định phải học cách ngự kiếm bằng âm thanh, điều khiển Long Phượng. Dùng tiêu này để luyện tập ắt sẽ làm ít được nhiều. Cô nhóc lắc đầu, nói năng trôi chảy, biết rất nhiều chuyện. Không phải vừa rồi ngươi nói là đang giận à? Lâm Nhất vuốt ống tiêu, buồn cười hỏi. Bản đế không chấp nhặt với ngươi. Tiểu tử chu môi, khoanh hai tay trước ngực, hừ một tiếng thật mạnh. Cạch. Tiểu tặc Miêu đang liếm lông bỗng ngẩng đầu lên, con ngươi thu nhỏ lại. Có người tới, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Kẽo kẹt. Cửa bị đẩy ra, phong giác như một cơn gió được thổi tới trước mặt Lâm Nhất. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn như đại dương phả thẳng vào mặt, như thể có thể nuốt chửng Lâm Nhất bất kỳ lúc nào. Nhưng kiếm ý mênh mông này lại biến mất toàn bộ khi đang chuẩn bị nuốt chửng Lâm Nhất chỉ sau một nụ cười của phong giác. Kiếm ý tứ phẩm. Đáy mắt Lâm Nhất lặng lẽ toát lên sự sắc bén. Chắc chắn kiếm ý của đối phương là kiếm ý tứ phẩm, đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Nếu không thì không thể nào gây ra áp lực lớn như vậy cho Lâm Nhất, kiếm ý trong cơ thể hắn bị áp chế hoàn toàn, không làm gì được. Bàn xong rồi. Phong giác cười tủm tỉm nói, 3 ngày sau, trưởng giáo sẽ tuyên bố trước mặt mọi người, người sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông và có cơ hội leo lên núi Thánh Kiếm một lần. Sư huynh chỉ có thể giúp được ngươi tới đây thôi. Trong một năm tới, ngươi có thể phát triển được đến mức nào là tùy thuộc vào ngươi. Đệ tử thân truyền ít nhất phải có tu vi tinh quân. Núi Thánh Kiếm chỉ có đệ tử thân truyền ưu tú nhất mới có tư cách leo lên. Tài năng không tương xứng với địa vị chắc chắn sẽ bị ghen ghét. Lâm Nhất nhìn vào mắt đối phương, khẽ nói. Ồ! Nét mặt phong giác lộ vẻ suy tư, nở nụ cười như có như không. Ta hoàn toàn không ngờ ngươi lại nói câu này. Đây chẳng hề giống phong cách của tiểu sư đệ trên con đường thông thiên chút nào. Lâm Nhất không trả lời, coi như đang đào hầm cho mình. Dù là xuất đệ tử thân truyền hay là cơ hội lên núi Thánh Kiếm, ở Phù Vân Kiếm Tông này không biết có bao nhiêu đôi mắt đang dòm ngó. Hắn là người ngoài vừa mới đến, hơn nữa chỉ có tu vi cảnh giới thiên phách, đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông mà không nổi trận lôi đình thì mới lạ. Nếu tiểu sư đệ khó xử như vậy thì ta sẽ thoái thác giúp ngươi. Phong giác từ tốn nói. Đây không phải là phong cách của ta. Lâm Nhất hờ hững đáp. Ha ha, chẳng phải đúng rồi à. Sư đệ cứ việc đợi ở Phù Vân Kiếm Tông, cuộc sống tốt đẹp của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi. Trên mặt phong giác nở nụ cười đa mưu túc trí. Hắn ta muốn xem thử Vương Tuyệt sư huynh sẽ dạy dỗ tiểu sư đệ kiêu căng khó thuần như thế nào. Đáng tiếc nơi này là Phủ Thương Huyền. Thân phận của hắn ta đặc biệt nên không thể nào ở lại lâu. Hừ hừ, lão già này vừa nhìn đã biết là người rất xấu. Lâm Nhất đừng tin lời hắn ta, có thể có cuộc sống tốt đẹp mới là lạ đấy. Giọng nói của tiểu tử vang lên. Không còn chuyện gì nữa, ta đi trước đây, một năm sau ta sẽ đến đón ngươi. Phong giác đứng dậy nói, chắc chắn một năm sau sẽ đến đón đối phương, nhưng nếu không vượt qua thử thách, vậy thì sư tôn kia sẽ không có cách nào thu nhận hắn làm đồ đệ. Lâm Nhất đứng dậy đi tiến, cười nói, sư huynh đúng là đến vội mà đi cũng vội. Có điều ngươi vẫn chưa đưa quà gặp mặt cho ta đấy. Tiểu tử này, làm gì có ai chủ động đòi quà gặp mặt cơ chứ? Trong lòng phong giác giận dữ mắng một trận, hắn ta cố ý không đưa quà gặp mặt cho Lâm Nhất, dù gì tương lai Lâm Nhất cũng có cơ hội trở thành đệ tử của sư tôn.
Có điều bảo bối trong tay Lâm Nhất quá khoa trương, ngẫm lại đối phương đã tặng trái tim Viêm Long và Thánh Diệp ngàn năm trước mặt Thánh Minh. Hắn ta là sư huynh, nếu tặng quà gặp mặt không hào phóng bằng sư đệ, vậy thì hắn ta thật sự mất hết mặt mũi. Nhưng nếu tặng quá tốt thì bản thân hắn ta sẽ khó mà tránh khỏi việc nhức nhối, đau lòng. Hắn ta vốn định qua loa coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Ai dè trước khi rời đi lại bị Lâm Nhất chủ động nhắc đến. Đáng ghét, hắn thật sự cho rằng Phong Giác hắn ta không biết nổi nóng à, hắn ta nóng lắm đấy. Trên mặt Phong Giác nở nụ cười hiền lành nói, sư đệ không nói thì ta cũng quên mất. Sư đệ muốn gì, à, ta vẫn phải nói cụ thể một tí, chắc chắn ngươi không thiếu đan dược và thiên tài địa bảo rồi. Thế này đi, ta sẽ tặng bí bảo cho ngươi. Ngươi muốn bí bảo hộ mệnh hay bí bảo giết người? Hộ mệnh là số một. Lâm Nhất khá thành thật. Cái miệng này của mình đúng là ti tiện, tùy ý tặng một món là được rồi, cần gì phải giả vờ cơ chứ? Phong Giác hận không thể tát mình một cái, nhưng vẫn không nhịn được cười nói, cũng được, vừa hay ở chỗ sư huynh có một bí bảo hộ mệnh, có thể che giấu tai mắt người, ẩn hơi thở, nhưng có dấu ấn hoa văn ở song tâm. Nếu vương giả ra tay, chắc chắn không thể xuyên thủng mi tâm và ngực của ngươi chỉ trong một lần. Song tâm cũng tức là hai chỗ hiểm mi tâm và ngực. Nếu hai nơi này bị xuyên thủng đều sẽ mất mạng. Vương giả cũng không thể tung một đòn xuyên thủng ngực. Lâm Nhất không rõ vương giả là cảnh giới nào cho lắm. Nhưng Thánh Minh Lạc Thanh Hư là cao thủ cảnh giới vương giả. Mạnh như kim tuyệt, cũng là sức mạnh không thể nào phản kháng ở trước mặt hắn ta. Có thể tưởng tượng được vương giả cũng được xem là cao thủ đỉnh cao ở Côn Luân. Tim Phong Giác rỉ máu, lấy bí bảo ra. Đó là một chiếc mặt nạ màu bạc, có thể che đi nửa gương mặt. Bề ngoài sáng bóng đến mức không nhìn thấy bất kỳ hoa văn nào, giống như một chiếc gương màu bạc, hiện lên ánh sáng sặc sỡ của hồ nước. Mặt nạ này tên là Ngân Nguyệt. Phong Giác nói xong thì đeo mặt nạ lên mặt, chỉ thấy ánh trăng màu bạc phóng ra, y phục và sợi tóc trên người hắn ta đều nhanh chóng biến thành màu bạc trong suốt, ngay cả đôi mắt cũng biến thành màu bạc. Hơi thở của hắn ta thay đổi, khác hẳn khí chất của bản thân Phong Giác, cứ như một người xa lạ đang đứng trước mặt Lâm Nhất. Cùng lúc đó, ở ngực cũng có hoa văn ánh trăng màu bạc phóng ra, in dấu một cách chậm rãi đến khi dung hợp với lồng ngực. Phong Giác tóc bạc nói, ngoại trừ hộ mệnh và che giấu tai mắt người khác thì vào đêm trăng tròn, nó có thể phóng ra dị tượng Ngân Nguyệt Lâm không? Một khi dị tượng này được phóng ra có thể bao trùm trong phạm vi ngàn dặm, ánh trăng xương bạc khắp mặt đất như hồ nước. Muốn chạy trốn ở trong đó là điều cực kỳ khó. Nói là dị tượng cũng không khác gì khu vực. Ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia kinh ngạc, đây đúng là một bảo vật, hoàn toàn biến thành một người khác. Nếu không phải Lâm Nhất tận mắt chứng kiến thì hắn sẽ không bao giờ liên tưởng hắn ta với sư huynh Phong Giác. Phong Giác tháo mặt nạ xuống, dường như thoáng có một tia sáng của ánh trăng lóe lên rồi trở về như thường. Hắn ta khẽ than thở, sau khi ta có được bí bảo này thì chưa từng sử dụng. Nó không được xem là quá tuyệt vời trong thánh khí, nhưng nó đến từ bộ tộc Mạch Thị Côn Luân. Là thứ duy nhất trong thiên hạ. Trong lòng Lâm Nhất khiếp sợ, là bộ tộc Mạch Thị đã chế tạo ra thiên niên hỏa kia sao? Sư huynh, có phải quà gặp mặt này quá quý giá rồi không? Sắc mặt Lâm Nhất nghiêm nghị, hoàn toàn không ngờ rằng hắn ta lại tặng cho hắn một thánh khí. Tiểu tử này cũng biết điều đấy. Trong lòng Phong Giác mừng thầm, nếu hắn không thích thì mình sẽ thu lại không tặng nữa, dù sao thì giả vờ cũng đủ rồi. Đa tạ. Lâm Nhất duỗi tay lấy mặt nạ Ngân Nguyệt, khen ngợi, quả thật rất tuyệt vời, ta rất thích. Đây là kịch bản gì thế? Hắn vừa nói quý giá vừa ra tay, thật sự cho rằng hắn ta không biết nổi nóng à. Không thể nhịn được nữa. Trong lòng Phong Giác phát điên, nhưng vẫn cười nói, chỉ là món đồ nhỏ mà thôi, sư đệ thích là được. Cách đây không lâu sư huynh đã đột phá cảnh giới, cho nên thứ này không có tác dụng gì mấy đối với ta. Giữ chừng mực, giữ chừng mực, giữ chừng mực, hắn ta thầm liếc nhìn, trong lòng liên tục an ủi bản thân. Nhưng giữ chừng mực đến đâu đi chăng nữa thì trong thiên hạ cũng chỉ có một cái, hơn nữa còn do bộ tộc Mạch Thị làm ra. Phong Giác khóc thầm rời đi, sau này hắn ta sẽ không bao giờ nói rằng mình nóng tính nữa. Có cái rằm ấy, hắn ta còn suýt quỳ xuống trước mặt tiểu sư đệ rồi. Không ngờ sư huynh lại tặng một thánh khí cho ta. Lâm Nhất vuốt ve mặt nạ Ngân Nguyệt, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng, vẫn không nhịn được hơi khó tin.
là thánh khí đó, hơn nữa còn do bộ tộc Mạch Thị chế tạo, chỉ có một cái trong thiên hạ. Ngay cả một đòn của vương giả cũng chưa chắc có thể đánh nát chỗ hiểm song tâm của hắn, đúng là vũ khí sắc bén tuyệt đỉnh. Tiểu tử, sau này không cho phép ngươi nói xấu sư huynh của ta. Lâm Nhất căn dặn. Chắc chắn lão già đó đang giả vờ giả vịt, bản đế vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấu. Tiểu tử nói chắc nịch. Giả vờ giả vịt ư, vậy thì cái giá cũng quá cao rồi đó. Đây là thánh khí của bộ tộc Mạch Thị đó, trong thiên hạ chỉ có một cái mà thôi. Lâm Nhất không tin, bởi vì thánh khí tên là mặt nạ ngân nguyệt này quá quý hiếm, dù là hắn cũng không nỡ tặng cho người khác. Hừ, có gì ghê gớm đâu chứ, bản đế còn lâu mới thèm khát. Hiếm khi Đồ Thiên Đại Đế mất tự tin, nhỏ giọng nói. Nàng ta cũng rất thích bảo vật của bộ tộc Mạch Thị. Năm đó nàng ta còn uống rượu của bộ tộc Mạch Thị. Thời thượng cổ, bộ tộc Mạch Thị tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu Tử Ngọc, kiếm táng hoa, mặt nạ ngân nguyệt. Lâm Nhất nhìn mặt nạ không chớp mắt, sau này đi tới Côn Luân, chí ít cũng coi như có hành trang này. Một lúc sau, hắn đã cất kỹ mặt nạ. Lâm Nhất nói thầm vẫn nên cân nhắc chuyện trước mắt, e rằng ba ngày sau sẽ có phiền phức rất lớn. Có điều trong ba ngày này đã đủ giúp hắn tiêu hóa cảm ngộ võ đạo của con đường thông thiên, hẳn là tu vi cũng nâng cấp đến thiên phách tầng 6. Sư huynh đã tặng món quà lớn như thế, không thể để hắn ta mất mặt được. Gặp chuyện là trốn không phải là phong cách của Lâm Nhất. Nếu không tương xứng, ắt sẽ bị người khác đố kỵ. Vậy thì phải xem ai dám đố kỵ. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lộ rõ tài năng. Đây mới là phong cách của hắn. Ngoại trừ Lầu Các thì đằng sau Đinh Phong cư còn có một khoảng sân rất rộng đối diện với dòng sông. Nước sông trong veo linh khí dồi dào. Đây là một linh hà. Đầu nguồn của nó đến từ ngọn núi chính của Phù Vân Tông. Chắc hẳn đệ tử hoặc trưởng lão có thể ở ven sông đều có địa vị rất cao trong tông môn. Lâm Nhất có thể sống ở đây, hắn đoán hẳn là nhờ vào phong giác. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trên đạo đài được xây dựng trong sân. Trên đạo đài khác trận pháp, lúc nào trận pháp cũng đang hấp thụ linh khí trong trời đất. Lâm Nhất khẽ nhắm hai mắt lại, không hề gấp gáp tiến vào trạng thái tu luyện, mà hắn đang tiêu hóa lĩnh hội của cuộc chiến cuối cùng. Chủ yếu là cuộc chiến với đế vũ. Trong giới tử mười phương thì thực lực của người này là mạnh nhất, nếu không có tế hội nhân duyên chưa chắc hắn đã có thể chém chết đối phương. Đồng thời hai môn võ học thánh linh và bí thuật đế long ấn mà đối phương để lại, Lâm Nhất đã có rất nhiều thu hoạch mới mẻ khi cảm ngộ cuộc chiến này. Đế long ấn là bí thuật long tộc, hắn chỉ có thể dựa vào trái tim viêm long để lấy ra. Huyền bí thiên vẫn quyền bắt nguồn từ đó, nó hoàn toàn dung nhập với ngọn lửa ý chí của đế vũ. Sau khi ngọn lửa ý chí đạt đến tam phẩm cũng sẽ phát sinh biến chất, thảo nào có thể tranh đấu với kiếm ý thông thiên của ta. Vụt! Từng linh quang lóe lên trong đầu Lâm Nhất, theo sau đó là rất nhiều kiếm ý cảm ngộ võ đạo. Trình độ kiếm đạo của bản thân hắn cũng tinh tiến theo. Kiếm ý vốn đã đạt đến thông thiên viên mãn, rất nhiều chi tiết đã được bổ sung trở nên ngày càng phong phú hoàn chỉnh. Kiếm ý thông thiên tu luyện đến cảnh giới cao nhất là trời người hợp nhất. Mượn uy phong của trời đất để hòa vào kiếm. Có điều dường như đây chưa phải là trời người hợp nhất thực thụ, mà là trời đứng đầu, người đứng sau và kiếm đứng cuối cùng, có lẽ đây là nút thắt và gông cùm xiềng xích của kiếm ý thông thiên. Bù! Nửa ngày sau, Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt có tinh quang phun trào, kiếm ý ẩn chứa trong tầm mắt tăng lên gấp mấy lần. Đúng như những gì mình dự đoán, quả thật kiếm ý tinh tiến hơn rất nhiều. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiếm ý thông thiên. Muốn đột phá thăng cấp lên kiếm ý tứ phẩm. Còn hơi xa vời. Lâm Nhất nhẹ giọng lẩm bẩm, ngược lại cũng không mấy thất vọng, bởi vì chuyện này đã nằm trong dự tính. Kiếm ý tứ phẩm đâu dễ nắm được như vậy, ngay cả phong giác sư huynh vẫn đang dừng lại ở cảnh giới kiếm ý tứ phẩm. Chí ít là mình đã hiểu rõ được đại khái rốt cuộc nút thắt của kiếm ý thông thiên là gì. Hắn đã tìm thấy ánh sáng trong sương mù, rồi sẽ có một ngày hắn tìm được con đường. Tu vi và kiếm quyết đều nên thăng cấp, nếu không thăng cấp kiếm quyết đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn, e rằng ba ngày sau sẽ hơi khó ứng phó. Lâm Nhất giang tay, từng đống đan tinh thần được hắn lấy ra từ trong túi trữ đồ. Nếu có đệ tử Phù Vân Kiếm Tông chứng kiến cảnh tượng này sẽ ngạc nhiên đến rất cằm, không dám tin rằng một người ở cảnh giới thiên phách tầng 5 có thể có tài lực khổng lồ đến thế. Đệ tử nội môn bình thường ở Phù Vân Kiếm Tông một tháng cũng chỉ có hơn chục viên đan tinh thần.
còn đệ tử thân truyền thì nhiều hơn nhưng không mấy khoa trương, có lẽ cũng chỉ có thân truyền ở cấp bậc như Diệp Tử Lăng mới được tầm 400-500 viên. Dù là vậy cũng không có cách nào đánh đồng với Lâm Nhất bây giờ, hắn chỉ phá vỡ nút thắt cảnh giới thiên phách tầng 5 đã sử dụng số lượng khủng khiếp lít nha lít nhít gần 3.000 viên đan tinh thần rồi. Lâm Nhất, cuối cùng ngươi đã muốn thăng cấp kiếm quyết đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn rồi à? Bị bổn đế làm cho động lòng rồi sao? Tiểu tử đang ở trong không gian ý thức, thấy Lâm Nhất mạnh tay như thế thì lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, ngươi hãy nhớ chuẩn bị kỹ càng bảo cốt thương long cho bổn đế đi. Hừ hừ, đến lúc đó tâm trạng bổn đế tốt, có lẽ sẽ cho ngươi tí lợi ích. Để xem tâm trạng của ta đã. Lâm Nhất không đồng ý ngay. Sớm muộn gì kiếm quyết cũng sẽ thăng cấp lên tầng 16, đến lúc đó cũng sẽ biết rõ hộp kiếm trên lưng mình ẩn chứa bí mật như thế nào. Nhưng bảo cốt thương long thì chưa chắc hắn sẽ để lại cho tiểu tử, bởi vì Lâm Nhất vẫn còn chút đề phòng và cảnh giác với nàng ta. 3 ngày, 3.000 viên đan tinh thần, cộng thêm cả ngộ con đường thông thiên đã giúp Lâm Nhất cùng lúc đột phá tử diên kiếm quyết và tu vi. Vào giây phút tử diên kiếm quyết chuyển động, hoa tử diên óng ánh trong suốt trên đạo đài mà Lâm Nhất đang ngồi bỗng phóng ra, đan tinh thần trồng chất ở khắp nơi bị luyện hóa nuốt chửng một cách cuồn cuộn. Cùng lúc đó, hoa tinh ma trong ngũ đại khí hải bắt đầu bốc cháy, trên người Lâm Nhất có hào quang thẩm thấu. Tóc hắn dài ra, toàn thân như ngọc, gương mặt hoàn hảo đang nhắm chặt hai mắt, nhìn từ xa ngũ quan phong thần tuấn lãng như thể được điêu khắc tỉ mỉ không hề tì vết. Quả thật thiếu niên đã lớn rồi. Vẻ ngây ngô trước kia đã không thể nào tìm thấy được nữa. Gương mặt toát lên khí chất xuất trần, có mị lực vô biên. Dựa vào hai chữ tuấn lãng thì khó mà hình dung một cách đơn giản. Sáng sớm hôm sau, tin tức Lâm Nhất sắp được trưởng giáo thu nhận làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn có cơ hội tiến vào núi Thánh Kiếm được lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Phù Vân Kiếm Tông đều dậy sóng ngút trời. Tông môn yên tĩnh nhất thời sôi sục. Nhất là lúc nghe ngóng được. Lâm Nhất này đến từ con đường thông thiên, hơn nữa thậm chí còn chưa lọt vào bạch bảng, toàn bộ đệ tử nội môn đều nổi giận. Chắc chắn Lâm Nhất đã dựa vào quan hệ, ỷ có cánh cửa của tiền bối Phong Giác mới có thể trà trộn vào Phù Vân Kiếm Tông. Toàn bộ Phù Vân Kiếm Tông có hơn 3.000 đệ tử nội môn, trong khi chỉ tiêu đệ tử thân truyền chỉ có 500. Trong mắt rất nhiều đệ tử nội môn, với tu vi cảnh giới thiên phách tầng 5 của Lâm Nhất, e rằng còn không bằng mấy đệ tử ghi danh kia. Không ngờ người như vậy vừa mới đến đã làm đệ tử thân truyền, không ai trong số đệ tử nội môn có thể tin phục. Còn 500 đệ tử thân truyền kia thì trong lòng cũng vô cùng tức giận. Lâm Nhất được thu nhận làm đệ tử thân truyền cũng thôi đi, không ngờ còn có cơ hội tiến vào núi Thánh Kiếm. Bọn họ không thể nhẫn nhịn chuyện này được. Núi Thánh Kiếm không chỉ có ý nghĩa đặc biệt ở Phù Vân Kiếm Tông mà còn ở cả Phủ Thương Huyền. Đối với kiếm khách trong Phủ Thương Huyền mà nói, nó là sự tồn tại giống như núi Thánh. Thông thường mà nói, đệ tử thân truyền muốn lên núi Thánh Kiếm không những bản thân phải đủ ưu tú mà còn phải cống hiến không ít cho Phù Vân Kiếm Tông, bấy giờ mới có tư cách leo lên núi Thánh Kiếm. Nhất thời Lâm Nhất đã đắc tội với hai quần thể lớn là đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn. Thậm chí ngay cả đệ tử ghi danh với số lượng khổng lồ kia cũng nghĩ thầm trong bụng rằng, tuy ở giới Côn Luân con đường thông thiên có danh tiếng không nhỏ, nhưng nếu ngay cả bạch bảng cũng không lọt vào nổi, chưa chắc đã có thể so bì với mấy đệ tử ghi danh bọn họ. Không ngờ người như vậy lại trở thành đệ tử thân truyền, đúng là không còn gì để nói. Lòng người dao động, thậm chí có khá nhiều đệ tử tim đã nguội lạnh, cảm thấy hơi bất công về hành động lần này của trưởng giáo. Hồ đồ! Lúc Diệp Tử Lăng biết được tin tức thì lạnh mặt, nổi giận ngay. Vương Vũ Nhược đứng bên cạnh nàng ta cảm thấy bất an. Định nói đỡ cho Lâm Nhất vài câu, nhưng thấy vẻ mặt lạnh băng của sư tỷ, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Sư tỷ vừa mới quay về từ chủ điện tông môn, định bảo trưởng giáo thu hồi mệnh lệnh, ai dè ngay cả mặt mũi của trưởng giáo đại nhân cũng không nhìn thấy. Tiểu cô nương Vũ Nhược biết rõ tại sao sư tỷ lại nổi giận đến thế. Núi Thánh Kiếm mở ra ở trong Phù Vân Kiếm Tông là chuyện khá thận trọng, không chỉ tiêu hao một lượng lớn đan tinh thần để giải trừ phong cấm. Mà còn phải có trưởng giáo đích thân chủ trì. Bằng không trong núi Thánh Kiếm sẽ ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp khiến người tiến vào núi một đi không trở lại. Ở trong tông môn, cơ hội đi vào núi Thánh Kiếm cực kỳ quý giá, nhất là mấy năm gần đây Phù Vân Kiếm Tông đã không còn thịnh thế như trước. Rõ ràng chỉ tiêu cực kỳ quan trọng, thậm chí còn liên quan thẳng đến đại chiến xếp hạng tông môn của Phủ Thương Huyền.
Tiểu Vũ Nhược là người biết rõ nhất sư tỷ đã trả giá lớn đến nhường nào vì cuộc chiến xếp hạng này. Sư tỷ, trưởng giáo đại nhân nói thế nào? Một lúc lâu sau, Vương Vũ Nhược mới dè dặt hỏi. Trên mặt Diệp Tử Lăng vẫn còn lạnh băng, lạnh lùng nói, trưởng giáo bảo ta đừng nhúng tay vào, cứ đứng xem là được. Trong lòng Vũ Nhược bừng tỉnh, với tính cách mạnh mẽ của sư tỷ, bị cản lại một cách không khách sáo như vậy, có thể tưởng tượng được trong lòng giận dữ đến nhường nào. Chuyện hắn ta thậm chí còn chưa lọt vào bạch bảng là do ai truyền ra. Đột nhiên Diệp Tử Lăng lên tiếng hỏi. Hôm đó Lâm Nhất mang hộp kiếm trên lưng, mặc y sam màu xanh, tuy không lọt vào mắt nàng ta, nhưng cũng không đến nỗi không lọt vào bạch bảng. Nàng ta vẫn có chút tin tưởng về điều này, theo suy đoán của nàng ta, chỉ ít Lâm Nhất sẽ lọt vào bạch bảng, nhưng không nằm trong 100 người đứng đầu. Con đường thông thiên, vạn giới tranh phong. Trong top 10 đều là những người siêu phàm, ngay cả nàng ta cũng phải kiêng dè ba phần, nhưng ngoài top 10 thì không mấy xuất sắc. Ngoài top 100, hoàn toàn không đáng xem, đặt trong Phù Vân Kiếm Tông cũng chỉ là nhân tài tầm thường mà thôi. Vương Vũ Nhược nghe vậy thì kể rõ mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Diệp Tử Lăng chỉ hơi ngạc nhiên về chuyện này, với tính cách của Phùng Trương, quả thật có thể làm ra chuyện này. Có điều nói ra, đường đường là tinh quân. Làm sao có thể dẫn đường nói người khác như vậy, suy cho cùng vẫn hơi quá đáng. Xem ra là do hắn ta đứng ở đằng sau đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng Diệp Tử Lăng đã có đáp án. Bình thường nàng ta hơi chơ chẽn đối với Phùng Trương, còn bây giờ cảm thấy cũng tạm được. Hắn ta ra sức xúi dục như vậy, nhất định là không muốn Lâm Nhất trở thành đệ tử thân truyền, càng không muốn để hắn có được cơ hội tiến vào núi Thánh Kiếm. Nếu Lâm Nhất và Phùng Trương tiến vào núi Thánh Kiếm, nàng ta đều không xem trọng ai cả. Nhưng nếu bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn thì bất kỳ đệ tử thân truyền nào cũng giỏi hơn Lâm Nhất vô số lần. Cùng lúc đó, trên bình đài Bao La ở gần núi Thánh Kiếm của Phù Vân Kiếm Tông đang tập trung một số đệ tử thân truyền. Bọn họ đang ngắm nhìn núi Thánh Kiếm bằng ánh mắt nóng rực. Đây là Điện Phi Vân, cũng là nơi sau này trưởng giáo sẽ công khai tuyên bố Lâm Nhất là đệ tử thân truyền. Ở trung tâm đám đông, sắc mặt Phùng Trương xa sầm, hoàn toàn không che giấu vẻ giận dữ. Phùng sư huynh, dù sao thì Lâm Nhất này cũng là do tiền bối Phùng Giác dẫn đến, chúng ta không thể so bì lại đâu, nên ngươi cũng đừng quá nóng giận. Không ngừng có đệ tử thân truyền lên tiếng trước mặt Phùng Trương, định an ủi hắn ta một tí. Núi Thánh Kiếm là ước mơ của toàn bộ đệ tử thân truyền bọn họ, chỉ có Du Ngoạn ở bên trong đó mới có cơ hội nắm giữ kiếm pháp cực mạnh của Phù Vân Kiếm Tông. Nếu Lâm Nhất không xuất hiện thì trong đám đệ tử thân truyền, Phùng Trương sẽ là người có cơ hội leo lên núi Thánh Kiếm nhất. Nhưng bỗng dưng xuất hiện một Lâm Nhất đã cắt đứt cơ hội của hắn ta, dù sao thì mỗi lần mở núi Thánh Kiếm đều phải cần trưởng giáo đích thân chủ trì. Do đó mỗi lần mở, trưởng giáo đều cần tu dưỡng rất lâu. Phùng Trương không cam tâm, lạnh lùng nói, với thân phận của Phùng Giác tiền bối, vì hắn ta mà phá lệ cho thân phận đệ tử thân truyền cũng được đi. Nhưng để hắn ta du ngoạn núi Thánh Kiếm, ha ha, hắn ta thật sự không xứng. Hố mà Phong Giác đào cho Lâm Nhất đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Dù là chỉ tiêu đệ tử thân truyền hay cơ hội leo lên núi Thánh Kiếm đều thu hút vô số lời bàn tán. Tất nhiên Lâm Nhất đang đắm chìm trong tu luyện không hề hay biết về chuyện này. Chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua, lúc màn đêm buông xuống Phủ Vân Kiếm Tông, hậu viện Ninh Phong Cư, Lâm Nhất đang ngồi trên đạo đài đã thành công vượt qua kiếp cảnh giới thiên phách tầng 6. Mọi thứ đều như nước chảy thành sông. Không hề gây ra sóng to gió lớn. Dù gì hắn cũng đã chuẩn bị 3.000 viên đan tinh thần và tích lũy con đường thông thiên suốt 1 năm. Trước khi độ kiếp đã tinh tiến không ít kiếm ý. Lâm Nhất mở 2 mắt ra, trong mắt lóe lên tinh quang, có thể khiến người khác cảm nhận được tia sắc bén mạnh mẽ dù ở trong đêm tối. Tu vi thành công thăng cấp lên thiên phách tầng 6, chắc chắn thực lực của hắn cũng tinh tiến hơn rất nhiều. Tuy nói lột xác thay ra đổi thịt, nhưng so với trạng thái khi giao đấu với đế vũ, chí ít cũng mạnh hơn gấp 2 lần. Trong lục đại khí hải, mỗi người gieo trồng 4 hoa tinh ma, đồng thời nở rộ ra 24 đóa hoa tinh ma. Lâm Nhất tự tin khi va chạm với đế vũ, cho dù không sử dụng kiếm ý thông thiên cũng có thể đánh bại đối phương một cách dễ dàng chỉ trong 10 chiêu. Nếu chỉ nói về mặt tu vi, dù đối mặt với yêu nghiệt thiên phách tầng 7 trong giới Côn Luân, hắn cũng không bao giờ rơi xuống thế hạ phong. Thậm chí còn chiếm ưu thế không nhỏ.
Nội tình đáng sợ của 24 đóa hoa tinh ma, đây là cảnh giới đáng sợ mà đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông đều không dám tưởng tượng. Phù. Trong miệng Lâm Nhất phả ra một hơi chọc khí. Hơi thở của hắn như rắn, chọc khí này giống như con rắn dài đang uốn éo, một lúc sau mới tan biến. Thoải mái quá đi. Toàn thân Lâm Nhất chưa bao giờ thoải mái tràn trề đến thế. Đan tinh thần tuyệt thật đó, không những không hề có tạp chất, thuần túy đến mức tận cùng, mà bên trong còn ẩn chứa lửa tinh ma. Hơn nữa còn có tác dụng thần kỳ của chân nguyên rèn luyện. Chọc khí ban nãy đã phả ra hết cặn bã của rất nhiều đan dược tích tụ trên con đường thông thiên. Toàn thân chưa bao giờ thoải mái đến thế, tâm niệm khẽ động thì chân nguyên dồi dào khắp người không thể nào tưởng tượng được. Lâm Nhất, Tử Diên kiếm quyết của ngươi còn thiếu một chút nữa là thăng cấp. Ngươi đang cố ý đúng không? Trong không gian ý thức, băng phượng kia rất bất mãn nói, nàng ta tràn đầy oán hận đối với Lâm Nhất. Rõ ràng lúc kiếm quyết thăng cấp, hắn có thể để cho kiếm quyết cùng đạt đến cấp độ viên mãn tầng 16, nhưng lại cố ý mắc kẹt không thăng cấp. Ngươi cũng thông minh đấy. Lâm Nhất bình tĩnh nói. Hừ, dưới mắt thần của bổn đế, ai có thể lừa được ta chứ? Ngươi mau đột phá đập tan phong cấm đi, bổn đế ở trong không gian ý thức của ngươi đã không muốn đợi từ lâu rồi. Tiểu tử bĩu môi, hai cánh môi nhăn nhúm giống như cái sừng vểnh lên rất cao. Ta cũng đâu muốn. Trong lòng Lâm Nhất lẩm bẩm một câu mới lên tiếng, ngươi hãy trả lời ta trước đi, rốt cuộc ngươi và Tử Diên kiếm thánh có quan hệ gì? Hừ. Chẳng phải bổn đế đã nói với ngươi rồi à? Ông ta là tay sai của bổn đế. Dưới sự dạy bảo của bổn đế mới có thể tung hoành ở Côn Luân, trở nên vô địch mới có thể chém thần linh cảnh giới thánh. Nếu không có sự chỉ bảo của bổn đế thì ông ta cũng chỉ là kiếm thánh mà thôi. Mà ở thời kỳ thượng cổ, cảnh giới thánh nhiều như chó, ông ta là cái thá gì cơ chứ? Tiểu tử lại nhai lại luận điệu cũ rích, nhắc đến Tử Diên kiếm thánh vẫn khá xem thường. Lâm Nhất cười nói. Nhưng ta lại không cảm thấy thế, ngươi đã bị ông ta bắt lại đúng không? Hình như Tử Diên kiếm quyết rất có tác dụng khắc chế đối với ngươi, quan hệ giữa hai ngươi là đảo ngược lại, ta nói đúng không Đồ Thiên Đại Đế? Bổn đế nói rồi, phải đọc hết tên húy của bổn đế, đọc hết. Bổn đế là Đồ Thiên Đại Đế Chí Tôn Vô Thượng 72 núi 36 trời tứ hải bát hoang thần tộc Phượng Hoàng. Trên gương mặt hoàn hảo y như búp bê sứ hiện lên vẻ đàng hoàng trịnh trọng, cực kỳ nghiêm túc nói. Nhưng ngươi đã bị ông ta phong cấm. Bổn đế. Nhưng ngươi đã bị ông ta phong cấm. Câm mồm, bổn đế là Đồ Thiên Đại Đế. Nhưng ngươi đã bị ông ta phong cấm. Lâm Nhất lặp đi lặp lại một câu, chọc tiểu băng phượng tức đến độ không thể phát tiết, khiến nàng ta hoàn toàn hết phát cáu. Bổn đế không chấp nhặt với ngươi nữa, dù gì kiếm quyết này không thăng cấp đến tầng 16 thì ngươi sẽ không có cách nào có được truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh. Cũng không tài nào biết được bí mật đằng sau hộp kiếm. Hừ, đến lúc đó ngươi hãy ngoan ngoãn cầu xin bổn đế đi. Tiểu tử quay đầu lại, ngẩng cao đầu, khinh bỉ nói. Chẳng sao cả, giới Côn Luân có rất nhiều truyền thừa. Một năm sau ta tiến vào kiếm tông rồi, cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn. Lâm Nhất nở nụ cười, chẳng hề căng thẳng. Bổn đế sai rồi, trên mặt tiểu băng phượng nhất thời mất khống chế lên tiếng, mối quan hệ giữa bổn đế và tên kia rất phức tạp. Không thể kể hết trong răm ba câu, cầu xin ngươi hãy mở phong cấm cho ta trước. Bổn đế sẽ không bạc đãi ngươi đâu, không có bổn đế chỉ bảo, ngươi sẽ không tài nào học được Long Hoàng Khúc. Giới Côn Luân có rất nhiều truyền thừa, nhưng chắc chắn truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh là thích hợp với ngươi nhất. Nàng ta đã ngủ say quá lâu rồi, sớm đã không thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng trong lòng vẫn oán giận bất bình khi cầu xin người khác thế này, đợi nàng ta phá vỡ phong cấm rồi. Nhất định phải đánh tiểu tử này một trận. Trong lòng Lâm Nhất biết rõ chuyện này, nhưng cũng không vạch trần tâm tư nhỏ nhặt này của nàng ta, mà khẽ nói, vậy thì ngươi hãy nhớ kỹ lời ngươi nói, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn đan hai tay vào nhau, 10 ngón tay biến ảo, trong lúc thôi thúc Tử Diên kiếm quyết cũng liên tục ngưng kết thủ ấn. Theo sự biến hóa của thủ ấn cổ xưa, mái tóc dài của Lâm Nhất khẽ tung bay, từng đóa hoa Tử Diên nở ra ở quanh thân. Mảnh không gian này nhất thời bị hoa Tử Diên trồng chất lấp đầy, mỗi khi hoa nở đều có tiếng kiếm ngân vang giống như tiên âm, liên miên không dứt, như thể nhạc tiên không tồn tại trong nhân gian. Keng, keng, keng. Tốc độ nở của hoa Tử Diên ngày càng nhanh, kiếm âm bắt đầu sao động như thể có trống tiên đang không ngừng gõ. Tim Lâm Nhất đập thình thịch không ngừng nghỉ,
máu toàn thân như sôi sục bốc cháy dưới sự sao động của kiếm âm chống thiên. Từng luồng kiếm ý dồi dào đến mức không thể tưởng tượng lan ra khắp người. Sức mạnh khủng khiếp đó đã khiến sắc mặt Lâm Nhất đỏ bừng, cơ thể như bị nổ tung bất cứ lúc nào. Phá! Lúc kiếm âm vang vọng đến cực hạn, con người trong mắt Lâm Nhất bỗng thu nhỏ, giữa mi tâm có tia sắc bén phun trào, mái tóc dài đều tung bay ra sau. Răng rắc! Chợt nghe thấy một tiếng lanh lảnh, gông cùm xiềng xích của Tử Diên kiếm quyết đã bị phá vỡ toàn bộ, tiếp theo là tiếng thở dài vạn cổ trường tồn. Trước mặt Lâm Nhất bỗng xuất hiện một ảo ảnh lờ mờ, mà ảo ảnh đó nhìn hộp kiếm sau lưng Lâm Nhất rồi thở dài xoay người lại. Tiền bối! Trong lòng Lâm Nhất cả kinh, nhìn ra được đây là Tử Diên kiếm thánh. Tuy nhiên hắn vừa mới cất tiếng gọi thì ảo ảnh kia đã hoàn toàn biến mất. Tử Diên kiếm quyết thăng cấp đến đỉnh phong viên mãn tầng 16, ở đan điền tử phủ có hơn 100 cánh hoa Tử Diên. Cánh hoa mục nát héo tàn không ngừng bong chóc, nhưng trong quá trình bong chóc lại có cánh hoa hoàn toàn mới mọc ra. Đợi đến khi cánh hoa cũ đã héo tàn hết, hoa Tử Diên mới lại mọc ra 16 cánh hoa hoàn toàn mới. Mỗi cánh hoa đều xinh đẹp tuyệt trần, không dính một hạt bụi, óng ánh trong suốt, trên cánh hoa ẩn chứa vân kiếm cổ xưa lại thần bí. Ở nhụy hoa, một ngọn lửa màu tím phóng ra thánh huy, cháy từ từ như u linh, như thể dù trời đất sụp đổ thì nó cũng sẽ không dập tắt. Số lượng cánh hoa ít đi nhưng mỗi một cánh trong số 16 cánh hoa đều có khắc kiếm văn kỳ bí, rõ ràng chúng đã trở nên kinh khủng hơn. Lâm Nhất, mau tách lấy một đám Tử Diên thánh hỏa này đi. Giọng nói mừng rỡ của tiểu tử vang lên thúc giục Lâm Nhất. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, hắn dùng kiếm quyết nâng một đám Tử Diên thánh hỏa bay lên khỏi lòng bàn tay. Chỉ trong chốc lát, đám Tử Diên thánh hỏa này đã bay tới trước mặt hắn. Hơi lạnh của thánh hỏa phả vào cơ thể, tỏa ra linh khí kinh người như thể có sự sống. Luồng linh khí này ẩn chứa hơi thở cổ xưa, Lâm Nhất cảm nhận được sự oai nghiêm lồng lộng trong đó. Bù! Một chiếc bóng mờ chui ra khỏi không gian ý thức của Lâm Nhất, nhào về phía Tử Diên thánh hỏa. Đám lửa đó lập tức bừng lên quầng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Ầm ầm. Hơi thở sự sống mênh mông cuồn cuộn bên trong ngọn lửa phát tán ra ngoài. Ngọn lửa bùng lên, hóa thành thực thể. Lâm Nhất biến sắc, lùi lại mấy bước. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Đôi mắt Lâm Nhất lóe lên một vệt linh quang. Đột nhiên hắn hiểu ra vì sao Tiểu Băng Phượng lại muốn lấy được bảo cốt thương long của hắn. Nếu như không có bảo cốt thương long thì khi mượn nhờ Tử Diên thánh hỏa, Tiểu Băng Phượng cũng chỉ có thể hóa thành linh thể, không thể sánh bằng nhục thể chân chính. Nếu như có bảo cốt thương long làm chất dinh dưỡng thì có lẽ sẽ hóa ra được nhục thân hoàn toàn mới, dù sao đó cũng là bảo cốt của một thương long vương. Cho dù không phải xương của thần long nhưng cũng không kém là bao, không đến nỗi bôi nhọ thân phận thần tộc Phượng Hoàng của nàng ta. Bù. Lâm Nhất vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy bảo cốt thương long ra, nhìn mấy lần, thầm thở dài trong lòng rồi ném bảo cốt thương long vào trong ngọn lửa đang cháy hừng hực kia. Ầm ầm. Khoảnh khắc bảo cốt rơi vào lửa, ngọn lửa lập tức bừng lên quầng sáng màu vàng kim. Xương cốt nổ tung, long huyết chảy ra, long huyết thẩm thấu vào lửa đẩy sức mạnh của Tử Diên thánh hỏa tăng lên gấp bội, tốc độ bảo cốt tan chảy cũng nhanh hơn. Không bao lâu sau, bảo cốt đã bị Tử Diên thánh hỏa đốt thành tro, chỉ có những thần văn hoàn chỉnh kia là vẫn sáng lên kim quang óng ánh, trường tồn vĩnh viễn. Thần văn. Lâm Nhất chớp mắt, trái tim rỉ máu, thịt đau như cắt. Quá trình dục hỏa trùng sinh kéo dài khá lâu, Lâm Nhất không hề đứng không trên đạo đài. Hắn dùng Tử Diên kiếm quyết đỉnh phong viên mãn, điều động 24 đóa hoa tinh ma trong khí hải. Hắn để kiếm quyết dung hợp hoàn toàn với tu vi của bản thân. Kết quả khá hài lòng, kiếm quyết điều khiển số hoa tinh ma này khá dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, tất cả hoa tinh ma, Tử Diên kiếm quyết và kiếm ý cuồn cuộn của bản thân Lâm Nhất đã hình thành nên một chỉnh thể hoàn mỹ, không tì vết. Xem ra phẩm cấp của kiếm quyết rất cao. Nếu là công pháp bình thường, còn lâu mới có thể dễ dàng điều khiển 24 đóa hoa tinh ma như vậy. Thử nghiệm uy lực của kiếm quyết. Lâm Nhất nghĩ là làm, tâm niệm khẽ động. Lập tức tế ra bí thuật đạn chỉ thần kiếm. Đây là bí thuật mà năm đó Tử Diên kiếm thánh để lại. Hiện tại, kiếm ý, kiếm quyết của hắn đều đã đạt đến cảnh giới cực cao, chắc hẳn bí thuật này cũng đã mạnh lên nhiều rồi. Bù! Hoa Tử Diên bên trong tử phủ lập tức chuyển động, một dòng kiếm văn trên cánh hoa tỏa ra ánh sáng nhạt,
mang theo kiếm ý cuồn cuộn chui vào trong cánh tay của Lâm Nhất rồi đi từ cánh tay tới ngón giữa. Ngón tay cái của Lâm Nhất đè lên đầu ngón tay giữa lập tức cảm nhận được kiếm ý mênh mông, gây ra áp lực lớn chưa từng có. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Nhất xuất hiện một bông hoa tử diên khổng lồ đang nở rộ, vô số cánh hoa bỗng chốc hóa thành một biển hoa. Một chiếc lá, một bồ đề, một bông hoa, một thế giới. Trong lòng Lâm Nhất bỗng thay đổi, đóa hoa tử diên mới xuất hiện này mang tới cho hắn một cảm ngộ hoàn toàn mới. Lúc sử dụng đạn chỉ thần kiếm, hắn ngay lập tức đột phá bình cảnh, tiến lên một cảnh giới mới. Thì ra là thế. Ánh mắt Lâm Nhất lấp lóe, không ngừng sáng lên ánh sao. Đạn chỉ thần kiếm thực sự sâu hiểm khó dò. Ngày đó, Ngọc Giản có nói, một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao thì có thể xuyên thủng sao trời trong nháy mắt. Hiện tại xem ra chuyện này chưa chắc đã là không thể. Khi hoa nở tới tầng thứ ba, ba luồng kiếm văn chạy tới đầu ngón tay của Lâm Nhất sáng như trăng. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu nó bắn ra ngoài thì sẽ gây ra uy lực đáng sợ cỡ nào. Tản. Lâm Nhất phẩy tay, xua tan ánh sáng ở đầu ngón tay, ba tầng biển hoa sau lưng cũng tiêu tan theo. Hắn sợ nếu đầu ngón tay này mà bắn ra ngoài thì sẽ làm thủng kết giới của Đinh Phong Cư, động tĩnh ấy quá lớn, tốt hơn hết là nên kín đáo một chút. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, trời đã tờ mờ sáng nhưng ngọn lửa trước mặt vẫn đang cháy hừng hực, hơi thở sự sống ẩn chứa ở bên trong càng dày hơn. Tiểu Băng Phượng cũng không phải là hoàn toàn chỉ biết khoác lác, đan niết bàn chỉ là tôm tép nếu so với luồng sinh cơ này. Có điều trời đã sắp sáng rồi mà vẫn chưa xong ư. Sau khi trời sáng, hắn phải tới điện Phi Vân, không thể ở đây trông chừng cho nàng ta được. Đúng lúc Lâm Nhất đang nghĩ thầm như vậy trong lòng thì ngọn lửa cuồn cuộn trước mắt bỗng nổ tung như mái tóc tiên nữ buông xóa, tia lửa bắn tung tóe tựa pháo bông rực rỡ, soi Đinh Phong Cư sáng đủ bảy sắc cầu vồng, vô cùng đẹp mắt. Một cô bé còn đẹp hơn cả cảnh tượng tuyệt đẹp vô biên này xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, da trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, dung nhan tuyệt sắc, không hề có bất kỳ tì vết nào. Pháo hoa đầy trời khiến nàng ta càng đẹp tuyệt trần, tiên khí cuồn cuộn hơn. 100.000 năm, cuối cùng bản đế cũng tỉnh lại. Nàng ta cất giọng nói non nớt, trong trẻo, âm sắc nhẹ nhàng, mỗi chữ đều như một viên ngọc quý. Các chữ va chạm với nhau tựa như ngọc đẹp ngàn năm, không ngừng va chạm, phát ra tiên âm tuyệt thế. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Trên đạo đài, Lâm Nhất thất thần trong nháy mắt, ngẩn người trước phong thái của Tiểu Băng Phượng. Tuy ở trong không gian ý thức, hắn đã gặp dáng vẻ cô nhóc con của đối phương từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta xuất hiện trước mặt hắn như một người sống. Không thể không nói, khuôn mặt của Tiểu Băng Phượng như búp bê, trông chỉ chừng 5, 6 tuổi. Nhưng các đường nét trên khuôn mặt đẹp như băng điêu ngọc mài, da rẻ như tuyết, trắng trẻo mà vẫn hồng hào, non nớt tới mức tưởng như búng ra sữa. Hễ nhìn thấy thì khó lòng không khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng ra trên đời này lại có một cô bé hoàn mỹ. Không tì vết như vậy. Có điều, hai bím tóc trên đầu lại khiến người ta không khỏi phì cười, bất kể trông nàng ta đẹp đến đâu thì nàng ta vẫn chỉ là một nhóc búp bê sứ mà thôi. Tiểu Băng Phượng quét mắt nhìn Lâm Nhất như một bà cụ non, hung dữ nói, trước hết phải đánh ngươi một trận cho hả dạ đã, uy phong của bản đế không có dễ bị chèn ép như vậy đâu. Bù! Nàng ta hóa thành chùm sáng lạnh phóng về phía Lâm Nhất trên đạo đài, nắm đấm mũm mĩm hồng hào định gõ vào đầu Lâm Nhất. Vụt. Lâm Nhất đã sớm đề phòng, giang hai tay ra, nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người một cái khiến nàng ta vồ hụt. Vị trí của hai người như thể bị di hình hoán ảnh, Tiểu Băng Phượng đáp xuống đạo đài, còn Lâm Nhất thì đứng ở vị trí lúc đầu của nàng ta, cảnh giác lùi lại thêm mấy bước. Nhanh thật! Ánh mắt Tiểu Băng Phượng lóe lên sự ngạc nhiên, nàng ta quay người lại, gian xảo đi vòng quanh Lâm Nhất, sau đó vẫy tay. Vù! Mặt nạ ngân nguyệt trong túi chữ vật của Lâm Nhất bị lấy ra, hóa thành một đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi vào tay đối phương. Thủ đoạn gì đây? Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng lạ, nét mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Không ngờ nàng ta có thể lấy được bảo bối trong túi chữ vật của hắn từ xa. Đây là chuyện hắn chưa từng thấy bao giờ. Lấy được rồi. Tiểu Băng Phượng lập tức nhìn mặt nạ ngân nguyệt, đôi mắt lóe sáng, hoàn toàn không định so đo tiếp với Lâm Nhất. Nóng vội muốn đeo mặt nạ lên mặt mình. Bù! Khoảnh khắc nàng ta đeo mặt nạ lên mặt, mái tóc dài của nàng ta xõa tung, từng sợi tóc đều biến thành màu trắng bạc tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.
y phục toàn thân thay đổi, tất cả đều hóa thành màu bạc sáng như tuyết, toàn thân được bọc trong lớp áo bạc, khí chất thay đổi hẳn. Nàng ta vốn là băng phượng thời thượng cổ, bộ đồ màu bạc tôn lên triệt để khí chất bên trong của nàng ta. Nàng ta đứng trên đạo đài, vóc dáng thanh tú, động lòng người, chiếc đầu nhỏ xíu nhưng lại tỏa ra hơi thở thần thánh xa xăm, tựa như một vị thần linh. Lúc chào đời, bản đế đã 18 tuổi, mỗi kỷ nguyên là 1 tuổi. Thiên địa chưa sinh ta đã sinh, thiên địa đã diệt ta bất diệt. Lúc bản đế được sinh ra, vẫn còn chưa có trời, chưa có đất, thế gian còn hỗn độn, thần ma đều chưa mở mắt, bản đế đã thấy rõ thế giới này. Thời thái cổ, thần ma gặp ta đều phải cúi đầu, thần tổ phải đứng cách xa ta 3 thước, thần long nhìn thấy ta cũng phải thỉnh an. Bản đế là đồ thiên đại đế chí tôn vô thượng 36 trời, 72 núi của thần tộc Phượng Hoàng, tứ hải bát hoang. 100.000 năm, cuối cùng bản đế cũng thức tỉnh. Từng lời nàng ta nói tựa như những viên ngọc trai nhiều không đếm xuể rơi xuống khay bạc, nhảy nhót trên khay bạc, bắn ra âm thanh trong trẻo, êm tai như tiên. Tiên âm lồng lộng, vang vẳng tới muôn đời. Lâm Nhất thất thần, sâu trong nội tâm, hắn cảm thấy bái phục, cảm thấy mình đang đối mặt với nhân vật trong thần thoại. Hi hi, tiểu Lâm Nhất, bản đế có đẹp không? Trong lúc hắn đang ngẩn người như vậy thì tiểu băng phượng cũng tự ngắm nghía bản thân, xoay vài vòng trên đạo đài. Cổ tay nhỏ mịn màng của nàng ta có cột một dải lụa màu trắng. Khi nàng ta chuyển động, nó và mái tóc dài cùng nhau bay múa, lóe lên ánh sáng bạc, tựa như đang được nhìn thấy những bông tuyết bay múa. Câu hỏi này của nàng ta lập tức kéo Lâm Nhất về thực tại, suýt chút nữa hắn đã bị đối phương hù dọa rồi, thật là sai lầm. Tạm được. Lâm Nhất nhìn đại một cái. Dù nàng ta có phong độ tuyệt thế nhưng nghĩ tới tính nết của cô nhóc này, tốt hơn hết là hắn không nên khen nàng ta thì hơn. Hừ, người không biết nhìn à? Tiểu băng phượng bất mãn hừ một tiếng, quay qua hỏi con mèo ngốc đứng gần đó, mèo con, bản đế có đẹp không? Đột nhiên bị để mắt tới, con mèo ngốc giật mình gồng lưng lên, gật đầu lia lịa. Thấy chưa, bé mèo này có con mắt thật tinh tường. Bản đế vô cùng xinh đẹp, không ai sánh bằng, là độc nhất vô nhị trên đời này. Bản đế vừa mới tỉnh lại, vừa hay đang thiếu một kẻ tôi tớ, Lâm Nhất, người có bằng lòng đi theo ta không? Cô nhóc đứng trên đạo đài khoanh hai tay nhìn xuống Lâm Nhất ở bên dưới. Trả mặt nạ đây cho ta. Lâm Nhất sửng dưng nói. Tiểu băng phượng lập tức hất mặt lên trời, không thèm nhìn hắn, cười khẩy nói, suy nghĩ của ngươi thật ngây thơ. Bảo bối này là bản đế cướp được dựa vào bản lĩnh của mình, có lẽ nào lại trả lại cho ngươi, không trả thì ngươi làm gì được nào. Nàng ta vừa dứt lời, Lâm Nhất liền vẫy tay, cưỡng chế lột mặt nạ ra. Mặt nạ ngân nguyệt đã bị hắn đánh dấu, chỉ cần hắn không chết thì không ai có thể cướp nó được. Vù! Ánh trăng vỡ vụn, trăng bạc rút đi như thủy triều. Ngoại hình của tiểu băng phượng lập tức khôi phục như lúc đầu. Mặc dù khí chất lạnh lùng, xa xăm kia vẫn rất hiếm thấy nhưng đã đáp xuống phàm trần, không còn tiên khí nữa. Trái lại, giữa trán nàng ta có một ấn ký màu đỏ trông rất bắt mắt, hình như là hai thần văn. Thần văn màu máu là của nàng ta, thần văn màu vàng kim là của bảo cốt thương long, hai thần văn tạo nên một ấn ký giữa trán đẹp mà yêu dị. Nếu như không nhìn kỹ thì khó lòng có thể phát hiện ra điều huyền bí trong đó. Lâm Nhất thối, ta liều mạng với ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.